Mình được tử vi mến chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ và sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ hai, ngày 28 tháng 2 năm 2022 và theo âm lịch hôm nay là ngày 28 tháng riêng năm nhâm dần. Ngày này là ngày nhâm tý, tháng nhâm dần, năm nhâm dần và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc kim quý, giờ tân sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc bảo quang, giờ quý mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường, giờ bính hỏa từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh, giờ mậu thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thanh long, giờ kỷ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc minh đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc bạch hổ, giờ giáp thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên lao, giờ ất tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc nguyên vũ, giờ đinh mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc cầu trần, giờ canh tốt từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên hình, giờ tân hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tước. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, tang đỏ mộc, ngày nhâm tí, tức can chi tương đồng, thuộc thủy và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, tang đỏ mộc, kỵ tuổi, bính ngọa, canh ngọa, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi, canh ngọa, mậu thân, bính thìn, thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày tí, lục hợp với xỉu, tam hợp với thìn và thân, thành thủy cục, xung với ngọa, hình máu, hại mùi, phá dầu và tuyệt tỵ. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi giáp ngọ, canh ngọ, bính tuất, bính thìn, tuổi xung trong tháng, tuổi canh thân, bính thân, bính dần. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt, sao thiên đức hợp, tốt mọi việc, sao sinh khí, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ban nền, trồng cây, sao nguyệt không, tốt đối với sửa chữa nhà cửa, đặt giường, sao ích hậu, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao mậu thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao đại hồng sa, tốt mọi việc, sao thanh long hoàng đạo, tốt mọi việc, sao sát cống, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần, thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có, sao thiên ngục, xấu mọi việc, sao thiên hóa, sáu về lập nhà, sao phi ma sát, kỵ về giá thú, nhập trạch, sao lọ ban sát, kỵ về khởi công, động thổ. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính tây. Và sau đây, mời các bạn muốn xem từ vị chi tiết 12 quân giáp thứ hai ngày 28 tháng 2 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Từ vi tuổi Tý thứ hai ngày 28 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý đang có điểm báo đây sẽ là một ngày khá bận rộn với bạn khi bạn phải liên tục xử lý những rắc rối dưới sức ép của thương quan chiếu mệnh và bạn tuổi Tý phải nhắc nhở bản thân mình cần phải nỗ lực tập trung vào công việc thay vì cảm thấy lo lắng hay là áp lực nhắc. Và nếu như bạn cảm thấy áp lực quá thì bạn nên phân ra xem việc nào cần ưu tiên làm trước, việc nào nên chờ đợi để lại sau để cho công việc đạt được hiệu quả. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tí lại đang gặp ngày có Thủy khí vượng, điều này sẽ không hề tốt cho những ai đang mang bệnh ở trong người. Và ngày này với bạn tuổi Tí nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi, hãy bỏ mặc mọi thứ ra khỏi đầu để bạn chỉ cần đặt lưng xuống là có thể ngủ ngon lành nữa rồi nhá Và ngày này với bạn tuổi Tý, đây là ngày tụi của bốn mạng, cho nên bạn không nên thực hiện những công việc trọng đại, cũng không nên xuất hành đi xa hay là ký kết những hợp đồng hay là khai ngoài phong thủy sẽ không thuận lợi. Bạn cần phải sắp xếp công việc sao cho hợp lý để hạn chế những điều xấu xảy ra với mình, bạn tuổi Tý nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này. Từ vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim có nhiều cơ hội kiếm tiền, tiền bạc rũng rỉnh, không lo túng thiếu. Từ vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy luôn tỉnh táo và sáng suốt trong từng sự lựa chọn của bản thân. Từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa quan hệ vợ chồng có sự hòa hợp đôi bên tin tưởng lẫn nhau từ vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ không nên tiến hành những công việc trọng đại hay là khai ngoài phong thủy hay là ký kết hợp đồng có giá trị từ vi tuổi nhâm tý Cuộc mệnh mộc, cơ hội thăng tiến đang xuất hiện trước mắt mình nữa rồi. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 15, số 87, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân. Từ vi tuổi xỉu thứ hai ngày 28 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi xỉu cho chúng ta thấy là bạn tuổi xỉu đang gặp được ngày có ngũ hành tí xỉu, nhị hợp thủy cục cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi xỉu xử lý dội các mối quan hệ xung quanh mình và hôm nay với bạn tuổi xỉu là ngày phù hợp cho bạn gặp gỡ, tụ tập với bạn bè, người thân của mình để gia tăng sự kết nối tình cảm với mọi người nhé. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn dễ gây được ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh nhờ có sự nhanh nhạy, khéo léo của mình. Bạn tuổi Sửu, bạn hiểu rất nhanh và thực hiện công việc một cách xuất sắc hơn người ta kỳ vọng nữa nhé. Tuy nhiên á, trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu lại đang chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc, cái điều này không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn mà còn đang có điểm báo liên quan tới vấn đề về tiền bạc nữa. Thời gian này với bạn tuổi Sửu, nhu cầu mua sắm của bạn nhiều hơn nhưng xem ra bạn không đủ tiền cho những kế hoạch của bạn. Thế nên bạn hãy nghĩ cách để gia tăng thu nhập cho mình bằng nghề tay trái sẽ tốt hơn bạn tuổi Sửu nhé vài câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này. Từ vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, nhanh chóng nắm bắt cơ hội, không nên chần chừ, do dự. Từ vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, bạn có thể đánh giá sai về tình cảm của ai đó. Từ vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, tránh nói những điều mà bản thân bạn còn chưa chắc chắn. Từ vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, bạn có ý thức cao trong việc nuôi dưỡng gia đình, tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc đừng chủ quan với bất cứ dấu hiệu cảnh báo nào trên cơ thể. Và đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 19, số 72, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ hai ngày 28 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cái điều này sẽ hỗ trợ cho bạn tuổi dần được tiếp cận với những nguồn thông tin đáng giá mang tới cho bạn có được cơ may để cải thiện về tình hình tài chính trong tương lai không xa với mình nữa nhé vì thế với ba tuổi dần, hãy kiên trì để thực hiện theo những kế hoạch mà bạn đã đưa ra cho dù có lúc bạn cảm thấy chán nản khi đối mặt với những khó khăn đi chăng nữa. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi dần lại đang gặp được ngày có thủy mộc tương sinh. Cái điều này sẽ mang tới cho bạn có được những tin vui liên quan tới vấn đề về tiền bạc. Có thể chỉ là dấu hiệu nhỏ nhưng cũng là lúc để cho bạn tìm được hướng đi phù hợp cho mình. Nếu như bạn đang còn hoang mang thì bạn nên lắng nghe và thử làm theo những người có nhiều kinh nghiệm bạn nhé. Ngày này, xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 28 tháng Giêng năm nhâm dần. Theo hải thượng là ông, nhân thần nằm ở phía trong khớp cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Vì vậy với bạn tuổi dần nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xỉa, châm chích ở các vị trí này vài câu quýt cho bạn tuổi dần trong ngày thứ hai này tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy dù bất cứ lý do gì đừng có để cho tiền bạc quyền thế làm mờ mắt mình tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa tình cảm lứa đôi được hạnh phúc in vui và có được sự tin tưởng lẫn nhau từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ có tầm nhìn xa trông rộng thông minh và nhanh nhẹn từ vây tuổi canh dần thuộc mệnh mộc cuộc sống của bạn được ổn định hơn trước rất nhiều từ vây tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim có được quý nhân trợ mệnh giúp cho việc kiếm tiền của bạn được suôn sẻ hơn và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ hai này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 21, số 92, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi ngọ. Từ vi tuổi Mão, thứ hai, ngày 28 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi mão á cho chúng ta thấy là bạn tuổi mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọ mạo dậu điều này làm cho bạn đang có điểm báo có sự vô lẽ cho nên rất dễ phạm lỗi đắc tội với người lớn tuổi do đó với bạn tuổi mão bạn nên ý thức hơn trong cách ăn nói của mình ngày hôm nay dù bạn đã có chút thành công nhưng đừng tỏ thái độ xem thường người khác vì việc đó không làm cho bạn khá lên chút nào mà còn dễ bị dèm pha nữa nhé. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão á, lại đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ chỉ dẫn giúp cho bạn dễ tìm được cơ hội mới để gia tăng về tiền bạc cho mình. Và khi có tiền bạn muốn thực hiện hóa một số kế hoạch mà bạn đã ấp ủ từ lâu. Thế nhưng, đừng có chi quá nhiều tiền cho những điều vẹn vong. Bạn hãy tính tới sự khả thi của nó nữa bạn tuổi mão nhé. Bên cạnh đó, trong vận tình ngày thứ hai này với bạn tuổi mão lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này sẽ hậu thuận cho việc tình cảm của bạn trong ngày hôm nay có được cơ hội cải thiện một cách rõ rệt nữa đối với những bạn đang còn độc thân hứa hẹn sẽ nhận được lời tọa tình của người khác giới sau một thời gian tìm hiểu nhau, hiểu về nhau nữa thôi đấy nhá. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy tìm được mối đầu tư, hợp tác làm ăn có lợi, tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, vợ chồng có được sự thấu hiểu, yêu thương lẫn nhau nhiều hơn, tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ được mọi người tin tưởng và ủng hộ hết mình. Từ vi tuổi tân mão thuộc mọi mệnh mộc, tình hình tài chính khả quan hơn nhưng không được chủ quan lơ là. Từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, mối quan hệ xã giao không được mấy hài hòa do bạn quá cứng nhắc độ. Vài đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 65, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi thân. Từ vi tuổi thìn thứ hai ngày 28 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với ba tuổi thìn đó, cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn đang gặp được ngày cung ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ cái điều này sẽ giúp cho vận trình tình cảm của bạn mệnh trong ngày hôm nay được suôn sẻ sáng tỏ đôi bên dành cho nhau sự quan tâm và yêu thương có được sự thấu hiểu và thông cảm mà không phải ai cũng có được như bạn nữa đâu nhé và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi thìn lại đang gặp được ngày có thiên ấn trợ mệnh cái điều này sẽ khơi gợi tình yêu nghệ thuật ở trong lòng của bạn đó có thể là vấn đề về âm nhạc về những bức tranh vẽ về điệu nhảy và dù đó là gì đi chăng nữa cũng sẽ mang lại cho bạn có được nguồn năng lượng dồi dào nữa rồi nhé Tuy nhiên á trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi thìn lại đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc cái điều này không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn mà còn làm cho bạn đang có điểm báo sẽ có những vấn đề liên quan tới tiền bạc nữa thời gian này với bạn tuổi thìn nhu cầu mua sắm của bạn có phần nhiều hơn nhưng lại không đủ đảm bảo về tài chính cho nên bạn có thể nghĩ tới việc gia tăng thu nhập cho mình bằng nghề tay trái sẽ phù hợp hơn cho bạn nữa rồi vài câu quyết cho bạn tuổi thìn trong ngày thứ hai này. Từ vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa có thể là bạn đang quá đa nghi cho nên không cho ai cơ hội nào. Từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ đừng có lơ là về sức khỏe của bản thân vì nó tác động trực tiếp tới cuộc sống của bạn. Từ vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc bạn có được sự thấu hiểu nhờ có được sự bao dung với mọi người. Từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, tiền bạc không thể cải thiện được trong một sớm một chiều. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy sẽ ra tranh chấp trong dòng họa người thân nữa nhé. Và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 17, số 67, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi tuất. Từ với tuổi tỵ thứ hai ngày 28 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi tỵ đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này dự báo cho bạn ngày hôm nay sẽ có những căng thẳng, những xét nét, cãi vã, mâu thuẫn khiến cho bạn tuổi tỵ cảm thấy đuối sức và cách giải quyết tốt nhất cho bạn lúc này đó chính là có thể kiểm soát cảm xúc của mình sao cho thật tốt, nối năng dễ nghe hơn, đừng có cố, cố bảo vệ quan điểm riêng của mình mà làm tổn thương người khác bạn tuổi tỵ nhé. và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, cái điều này khiến cho bạn mệnh rất dễ lầm đường lạc lối trong các quyết định liên quan tới vấn đề về tiền bạc ngày hôm nay nhé. Và với bạn tuổi tỵ nếu như bạn thấy rõ những lỗ hổng về kiến thức liên quan tới tiền, thì bạn nên xem xét dành thời gian để trang bị sự hiểu biết tối thiểu để hạn chế được những rắc rối tìm đến với mình. Và trong ngày này với bạn tuổi tỵ nếu như gia đình nào có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi nữa. Và ngày này với bạn tuổi tỵ nếu như bạn có công việc bắt buộc xuất hành phải đi xa thì bạn nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần, hướng chính tây. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn và nhiều thuận lợi hơn nhé vài câu quýt cho bàn tuổi tỵ trong ngày thứ hai này từ vây tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa hãy tránh xa những người mang lại cảm giác tiêu cực cho bàn từ vây tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ suy nghĩ nhiều có thể gây ra tâm bệnh và các bệnh khác từ vây tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc hãy giữ bình tĩnh tỉnh táo và sáng suốt khi xử lý tình huống từ vây tuổi tan tỵ Cuộc mệnh kim, tình cảm lứa đôi không được như mong đợi, có mâu thuận, liên minh, từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, dù gặp trở ngại, hãy luôn nỗ lực nhìn về phía trước, thành công sẽ mỉm cười với bạn. Và đánh giá của ba tuổi tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 12, số 79, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc áp tường, màu hồng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Ngọ, thứ hai, ngày 28 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với ba tuổi Ngọ, cho chúng ta thấy là bà tuổi ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọ mạo dậu điều này làm cho bà tuổi ngọ đang có sự nóng vội và có thể đây là nguyên nhân gây ra những mâu thuẫn trong tập thể ngày hôm nay với bà tuổi ngọ nên hiểu rõ vai trò vị trí của mình để biết điều gì nên nói điều gì không nên để tránh khơi gợi những cảm xúc tiêu cực ở trong lòng người khác nữa với bản tuổi ngọ trong ngày này có thể những tính toán của bạn đang đi xa rời so với thực tế nhưng may mắn là bạn lại đang có được sự hậu thuận của chính quan chia chở cho nên không ngờ những thay đổi đó lại có lợi cho bạn với bản tuổi ngọ nên tận dụng lợi thế của mình đang có một cách phù hợp để phát huy tối đa năng lực của bản thân mình hơn nữa nhé và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi ngọ cũng đang gặp ngày có thủy họa xung khắc. Điều này khiến cho bạn rất dễ bị lạc lối trong các quyết định liên quan tới tiền bạc ngày hôm nay. Và nếu như bạn thấy rõ những lỗ hổng và kiến thức liên quan tới vấn đề về tiền bạc thì nên dành thời gian để xem xét lại trang bị sự hiểu biết cho bản thân mình để tránh những rắc rối tìm đến với mình bạn tuổi ngọ nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi ngọ trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim tránh những quyết định liên quan tới vấn đề về tiền bạc, cẩn thận kéo lại mắt tiền mang tật từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy không nên châm ngoài cho những mâu thuẫn trong tập thể từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa hãy cố gắng vì thành công đang mở ra trước mắt bạn từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ tránh nêu ý kiến bất đồng với người không hiểu chuyện từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc tiểu nhân rình rập tìm cơ hội để hãm hại bạn và đánh giá của bạn tử ngọa trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11, số 93, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi tí. Từ vi tuổi mùi thứ hai ngày 28 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ hai này với ba tuổi mùi cho chúng ta thấy là ba tuổi mùi đang gặp ngày có ngũ hành tí mùi tư hại lời khuyên của chúng tôi dành cho bà tuổi mùi nên hiểu rằng dù người thân là những thành viên quan trọng trong cuộc sống tuy nhiên điều đó không có nghĩa là bạn để cho họ tác động tới mình theo chiều hướng tiêu cực tức là không có quan điểm không có chính kiến cá nhân và bà tuổi mùi bạn nên đặt ra giới hạn để cho mọi người tuân theo sẽ tốt hơn nhé và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi mùi lại đang gặp được ngày của chính ấn trợ mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn có được sự hào hứng thay đổi môi trường làm việc hoặc là bắt đầu công việc nào đó sau những ngày lâu dài bạn không thực hiện. Với bạn tuổi mùi, bạn cũng nên có sự quan sát và nghiền ngẫm cho thật kỹ càng trước khi dấn thân vào môi trường mới. Bởi vì càng tiếp thu và có thêm vốn hiểu biết thì càng có những lợi thế nhất định cho bạn, bạn trở nên vội vàng và hấp tấp bạn tuổi mùi nhé. Trong ngày này với bạn tuổi mùi, bạn cũng đang chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc. Điều này sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ của bạn với mọi người, thậm chí là với một nửa của mình. Có thể chỉ vì lời nói gây tổn thương mà người ấy không còn muốn liên lạc với bạn nữa. Nếu như bạn sai thì nên xuống nước để nói lời xin lỗi người ấy sẽ tốt hơn nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi mùi trong ngày thứ hai này, từ vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, công việc phát triển được thuận lợi nhờ không ngừng nỗ lực, từ vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, các cặp đôi tìm được tiếng nói chung khi tìm hiểu về nhau, từ vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, nhờ sự nỗ lực cho nên nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp và cấp trên, từ vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, tình cảm gia đình trở nên thuận hòa, êm ấm sau những hiểu lầm, từ vi tuổi Quý Mùi cuộc mạnh mọc, không nên vội vàng đưa ra những lời hứa hẹn suông. Và đánh giá của ba tuổi mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 71, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi mão. Từ vi tuổi thân thứ hai ngày 28 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho vận trình tình cảm của bạn trong ngày hôm nay thêm phần rực rỡ hơn. Đối với những bạn đang quan độc thân, hứa hẹn sẽ tìm được một nửa phù hợp với mình trong khoảng thời gian này nữa nhé trong khi đó đối với những người đã của đôi có cặp có được nhiều thời gian để trải qua những phút giây lãng mạn bên nhau nữa rồi và ngày này với bạn tuổi thân sẽ có những vấn đề xảy ra dưới sự ảnh hưởng của tỷ kim chiếu mệnh với bạn tuổi thân rất dễ đánh mất đi sự bình tĩnh và hành xử một cách rất nóng nảy bực dọc nữa thậm chí sẽ có những câu nói không dễ nghe chút nào với những người xung quanh nếu như bạn có thể kiểm soát được cảm xúc của mình thì mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều bạn tuổi thân nhé Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi thân lại đang gặp được ngày cố ngũ hành tương sinh, cái điều này sẽ hỗ trợ cho bạn mệnh cải thiện được tình hình tài chính hiện tại và rất có thể sẽ có ai đó chỉ ra cho bạn thấy lọ hậu của mình và bạn tập trung sửa chữa để cải thiện tình hình hiện tại. Không những thế, trong ngày hôm nay có nhiều người còn có được sự may mắn khi có ai đó cho bạn về tiền bạc cũng có thể là nhặt được tiền trong ngày hôm nay nữa về câu quyết cho bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy đào hoa vượng đối với những người đang quan độc thân rất có thể sẽ tìm được một nửa phù hợp với mình trong khoảng thời gian này tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa chỉ cần để xảy ra sai sót mọi việc sẽ đổ sông đổ bể trong chốc lát tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ sức khỏe có dấu hiệu bị giảm sút đừng có lơ là từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc vợ chồng có được sự thấu hiểu lẫn nhau từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim cẩn trọng trong từng quyết định hành động đừng có để xảy ra sai sót và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 15, số 67, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi tuất. Từ với tuổi giàu thứ hai ngày 28 tháng 2 năm 2022. Xem vận tình ngày thứ hai này với bạn tuổi giàu, cho chúng ta thấy là bạn tuổi dậu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọa mạo dậu và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi dậu là nên bình tĩnh trở lại khi ai đó làm hỏng việc của bạn có thể bạn tức giận vì thái độ của họ nhưng đừng vì những kẻ đó mà khiến cho bản thân mình phải phạm sai lầm bạn hít thở thật sâu để tâm mình lắng lại nhé và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Với bạn tuổi Dậu lúc này có thể đang ngập tràn trong những cảm xúc của quá khứ hơn là hiện tại. Mặt tích cực của điều này là bạn có thể thông qua đó nhận ra sai lầm của chính mình, khắc phục được lỗi đó và rồi hướng tới những giá trị tích cực hơn trong đời sống hiện thực nữa nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi dậu lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn mệnh đang chuyển biến theo chiều hướng tích cực, nhất là đối với những ai đang theo đuổi chế độ ăn uống lành mạnh với nhiều rau xanh hay là hoa cỏ. Việc tập luyện thể dục thể thao cũng dần thành thói quen của bạn trong thời gian này nữa rồi. Vài câu quyết cho bạn tuổi dậu trong ngày thứ hai này, từ vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy nên bình tĩnh khi có những điều không như ý xảy ra. Từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa tránh xa những chuyện thị phi, bao đồng, kẹo rắc rối tìm đến. Từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ cẩn trọng trong cách hành xử, kẻo lại gây ra sự hiểu lầm. Từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc tiền bạc dễ kiếm hơn trong khoảng thời gian trước đây. Từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim sức khỏe lúc này có dấu hiệu được cải thiện đáng kể và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ hai này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 5 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 13 số 93 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu đỏ màu hồng quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi dậu từ vi tuổi tốt thứ hai ngày 28 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất đó, cho chúng ta thấy là đây có thể được xem như là một ngày tuyệt vời để cho công việc của bạn khi có được thiên ấn chiếu mệnh nháp. Khi mọi thứ đang diễn ra theo đúng như kế hoạch của bạn, khiến cho bạn càng có thêm được động lực để làm việc và thể hiện được năng lực của mình nữa. Và ngày này với bạn tuổi Tuất dù bạn là người có nội lực nhưng rất cần tới sự hậu thuận của người khác, đặc biệt là người có ý nghĩa đối với bạn. Điều tuyệt vời chính là bạn có được sự khuyến khích, đánh giá cao của những người xung quanh nữa. Tuy nhiên trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc, điều này sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ của bạn với mọi người, thậm chí là chính với một nửa của mình. Có thể chỉ vì một lời nói gây tổn thương mà người ấy không còn muốn liên lạc với bạn nữa. Nếu như bạn sai thì nên xuống nước để nói lời xin lỗi người ấy sẽ tốt hơn bạn tuổi Tuất nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này, từ vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa không phải lo lắng nhiều về vấn đề sức khỏe. Từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, bạn đã đủ dũng cảm bước ra ngoài vòng an toàn của mình. Từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc sức khỏe có dấu hiệu bị giảm sút cần phải chú ý hơn. Từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim nhận được trái ngọt sau bao nhiêu ngày vất vả cố gắng. Từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy mau thuận xung đột khiến cho tình cảm lứa đôi bị giãn nứt. và đánh giá của bạn tử tuất trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 57, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi sửu. Từ vi tuổi hợi thứ hai ngày 28 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội trợ mệnh cái điều này sẽ giúp cho bạn hẳn với bạn tuổi hợi đang có được những người bạn rất tốt để cho bạn dựa vào tìm kiếm sự hỗ trợ nhưng bạn cũng đừng quên rằng mọi người đều có một giới hạn nhất định mà thôi và hôm nay với bạn tuổi hợi phù hợp cho việc gặp gỡ tụ tập với bạn bè người thân nữa bạn tuổi hợi nhé với bạn tuổi hỏi, đây cũng là ngày để cho bạn cần phải sẵn sàng cho sự tăng tốc bởi vì những thay đổi sẽ tìm tới với bạn, cho bạn những giây phút đáng hài lòng khi có được thực thần hậu thuẫn. Chẳng phải với bạn tuổi hỏi đang rất trông đợi với một làn gió mới cho đời sống của mình hay sao? Vậy thì bạn còn trần trừ gì nữa nhé? Và trong ngày này với bạn tuổi hỏi, bạn lại đang gặp ngày có thủy khí vượng. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo. Sức khỏe là một trong những vấn đề mà bạn mệnh cần phải quan tâm, lưu ý trong thời gian này. Đối với những ai đang ốm bệnh thì nên duy trì việc uống thuốc đầy đủ. Ngoài ra, một giấc ngủ sẽ giúp cho tinh thần của bạn tốt hơn rất chi là nhiều nữa về câu quýt cho bạn tuổi hợi trong ngày thứ hai này tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa có sự tranh chấp mâu thuẫn không ngừng giữa các thành viên trong nhà tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ mối quan hệ được cải thiện gia đạo an in trên dưới hòa thuận tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc cần phải cẩn thận đừng tin vào lời của người khác mà tiền mất tật mang tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, hãy thử cho mình cơ hội tin tưởng ai đó một lần xem sao. Từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, hiệu lầm, mâu thuẫn khiến cho hai người ngày càng xa cách. Và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 16, số 78, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi Ngọ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào lại.